Danh tiếng của nhà nghiên cứu đó là một cái cạnh không nên là quên danh tiếng của chính mình. Một khi danh tiếng bị bôi nhọ thì khó, rất khó để thay đổi, nhất là khi trong môi trường học tập hoặc một tổ chức mà bạn đang tiến hành nghiên cứu. Sử dụng và lạm dụng quyền lực. Ở đây có hai vấn đề: quyền lực và cơ cấu tổ chức, và quyền lực và phương pháp nghiên cứu. Quyền lực và cơ cấu tổ chức là các nhà quản lý sẽ có một vị trí rất nhiều quyền lực trong mối quan hệ với nhà nghiên cứu đang yêu cầu tiếp cận tổ chức của họ. Vì vậy, các nhà quản lý họ sẽ muốn đi sâu sát và can thiệp nhiều vấn đề trong quá trình bạn tiến hành nghiên cứu. Quyền lực và phương pháp nghiên cứu thì phương pháp nghiên cứu là phương pháp nghiên cứu định tính, phương pháp nghiên cứu đường. Nghiên cứu định tính thì bạn sẽ phân tích và diễn giải vấn đề sau khi có được kết quả thu được. Còn phương pháp định lượng thì cơ bản chỉ bạn chỉ được cung cấp số liệu mà không có nhiều thời gian hoặc đào sâu vào việc đặt vấn đề câu hỏi cho các thông tin mà bạn nhận được. Các lĩnh vực liên quan đó là sự đồng thuận khi có đủ thông tin, người tham gia vào giảng nghiên cứu có trung thực hay không, việc vấn đề bảo mật và ẩn danh cho người tham gia nghiên cứu hay còn gọi là đối tượng nghiên cứu, sự riêng tư và tôn nghiêm trong nghiên cứu, tính toàn vẹn của bằng chứng được sử dụng trong nghiên cứu và trình bày các kết quả nghiên cứu. Đầu tiên là đồng thuận khi có đủ thông tin là phải có sự đồng thuận, người tham gia một cách nghiên cứu phải tham gia một cách tự nguyện và dựa trên những thông tin hoàn toàn toàn diện về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia nghiên cứu. Vấn đề người tham gia, đối tượng tham gia vào các nghiên cứu có trung thực hay không, hay nhà nghiên cứu có thể có trung thực hay không, có thể họ trình bày vấn đề sai bản chất đối với các đối tượng nghiên cứu khi họ tiến hành nghiên cứu, và các đối tượng tổ chức liên kết khác có thể sử dụng cái kết quả của việc nghiên cứu này cho một mục đích hay lợi ích thương mại nào đó. Khi đối tượng tham gia vào dự án nghiên cứu, họ có quyền được bảo mật và ẩn danh trong các cuộc thảo luận với nhà nghiên cứu. Sự riêng tư và tôn nghiêm trong đối tượng nghiên cứu. Về vấn đề riêng tư, nhà nghiên cứu cần nhận thức về ranh giới cá nhân trong địa phương hoặc xã hội nơi được tiến hành nghiên cứu. Ví dụ vấn đề thực tế là ở phương Tây, vấn đề riêng tư hết sức được coi trọng, trong khi văn hóa châu Á lại chú trọng đến tinh thần nhóm trong văn hóa của mình. Còn sự tôn nghiêm thì đề cập đến quyền của đối tượng nghiên cứu không bị làm rối, bối rối hay bẻ mặt vào cách nào đó, có nghĩa là nhà nghiên cứu phải học cách đặt vấn đề cũng như xử lý tiếp xúc với đối tượng nghiên cứu một cách lịch sự và nhã nhặn. Tính toàn vẹn của bằng chứng sẽ được thể hiện ở các khía cạnh sau, đó là tính khách quan, tính trung thực, tạo bằng chứng và lưu giữ các hồ sơ nghiên cứu. Sau khi các bạn phân tích, thu thập dữ liệu thì các bạn sẽ đi đến bước cuối cùng là trình bày các kết quả nghiên cứu. Thì nhiệm vụ các nhà nghiên cứu là trình bày kết quả một cách trung thực cho đến tận giai đoạn báo cáo của dự án, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tính khách quan trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài giảng của tôi.